Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với buổi live stream rất đặc biệt cùng với Aqua Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng bước vào những ngày cuối cùng của năm 2020 rồi. Và trong những ngày cuối cùng như vậy, tiết trời đã rất là tuyệt vời, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một buổi live stream cực kỳ đặc biệt. Và đây cũng là năm thứ 25 mà Aqua đồng hành tại thị trường Việt Nam rồi. Vì thế ngày hôm nay, buổi live stream sẽ có chủ đề là 25 năm đồng hành Tết Việt, qua đỉnh tưng bừng, chào mừng sinh nhật. Và đồng hành cùng với Thu Hà trong ngày hôm nay, đương nhiên rồi, trong một dịp đặc biệt như thế, cũng sẽ là một vị khách mời cực kỳ đặc biệt, xinh xắn và tài năng, một nữ diễn viên phải nói rất là quen thuộc đối với khán giả Việt Nam rồi. Và cô ấy cũng vừa nhận được giải thưởng là nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 2020. Phải cùng chào đón nữ diễn viên Ngọc Lan. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Chào Thu Hà. Hình như là hai chị em mình cũng mới vừa gặp nhau đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Và hôm nay chị gặp lại em, chị thấy em còn xinh hơn hôm trước nữa đó. Dạ dạ hả chị, em xin được cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Rất là phù hợp với mùa Tết năm nay. Tại vì có mai, có đào đó cũng phù hợp lắm chị ạ. Dạ. Không có đâu, chị nói thiệt nha. Dạ, và thì xin cảm ơn phần nói chung là một lời động viên của chị không hề giả trân một chút nào cả. Dạ quý vị ơi, ngày hôm nay thì trong một buổi tối đẹp trời như thế, chúng ta lấy chủ đề là 25 năm đồng hành Tết Việt, quà tặng, quà đỉnh tưng bừng, chào mừng sinh nhật, thì có lẽ Thu Hà cũng xin phép được đại diện cho Aqua Việt Nam muốn được gửi đến quý vị đôi lời vì sao mà ngày hôm nay là có chủ đề đặc biệt như vậy. Thưa quý vị, những lời mà Aqua muốn chia sẻ đến quý vị để không khí lễ hội thêm phần sôi động, đồng thời khởi đầu chuỗi hành trình chào đón sinh nhật 25 năm của Aqua Việt Nam, thì Aqua mong muốn mang đến những món quà thực sự giá trị trong hoạt động ưu đãi đặc biệt này, vừa giúp bày tỏ lòng biết ơn của quý vị khách hàng đã cùng đồng hành trong suốt thời gian vừa qua, mà vừa gửi đến những lời chúc may mắn cho sự khởi đầu sắp đến của chúng ta. Thưa quý vị, và có lẽ là trong một sự kiện đặc biệt như thế thì các bạn ơi, chúng ta cũng sẽ có những phần quà lưu niệm cũng như phần quà rất thiết thực cho khán giả. Và lúc này là chị Ngọc Lan ơi, em thấy là trong không khí đẹp như vậy thì đang có những tiết rơi đó chị, tiết rơi. Trời em ơi, tiết rơi quá trời, em ơi, hứng tuyết. Dạ, em muốn hứng tuyết, mà em nghĩ thôi, mình không cần phải hứng tuyết đâu, mình có thể hứng quà tặng, tại vì quà tặng còn hấp dẫn hơn nhiều so với tiết rơi nữa chị ạ. Và quà tặng đầu tiên mà ngày hôm nay Aqua Việt Nam gửi đến cho chị Ngọc Lan cũng như là khán giả, đó là mình chỉ việc là like và share livestream này về trên trang Facebook cá nhân của mình ở chế độ công khai. Sau đó thì mình nhớ là hashtag là Aqua Việt Nam. Nhưng mà lưu ý nha, chữ Aqua viết in hoa nè, chữ V, chữ N viết in hoa luôn. Cùng với đó thì mình sẽ cùng tag tên một người bạn của mình vào ở phần comment bên dưới ạ. Sau đó thì Thu Hà cũng như đội ngũ của Aqua sẽ cùng chọn ra là 10 vị khách hàng may mắn ngẫu nhiên. Mỗi bạn nhận được phần quà sẽ là một thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 đồng. Chị Lan, sẵn vậy thôi, chắc chị xe giùm em coi, không mấy chị cũng được quà hay sao? Thật ra thì thưa quý vị, hôm nay khi mà Lan nhận lời đồng hành với lại Thu Hoài ngày hôm nay ở trong cái buổi livestream cho Aqua Việt Nam này á, thì Lan cũng đã tính trước rồi. Lan biết chắc chắn rằng là mình sẽ nhận được, Aqua sẽ cho được rất là nhiều cái phần quà, nên là trước khi livestream á, thì Lan đã mày mò vô trong bay của Aqua và đã share rồi. Cho nên mà tag luôn hai người rồi nha. Trời ơi, hèn chi mà em thấy bây giờ lượng khán giả theo dõi rất là đông luôn chị ơi. Hóa ra là nhờ chị Ngọc Lan là share nhiệt tình và lượng fan hùng hậu của chị Ngọc Lan vô nữa thì không còn gì bằng nữa. Và biết đâu lát nữa thì chị may mắn mình cùng nhận quà thì sao? Đúng rồi. Rồi bây giờ thôi thì trước khi mình cùng đến với những phần quà tiếp theo thì Thu Hà cũng muốn được trò chuyện một chút xíu cùng với chị Ngọc Lan. Chị ơi, cũng đến dịp cuối năm rồi, Tết đến xuân về rồi. Không biết cái dịp này thì cái điều gì làm chị quan tâm nhất và chị muốn làm nhất ạ? Thường mỗi năm mà tới Tết á, cái điều mà mình quan tâm nhất đó là mình già thêm một tuổi đó. Già thêm một tuổi. Hoang mang lắm, sợ lắm. Thật ra thì lúc nhỏ thì lúc nào cũng mong là tới Tết hết. Bởi vì Tết thì sẽ được mặc quần áo mới nè, được ba mẹ lì xì nè, được cho đi chơi nè. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi, mình bắt đầu mình đi làm và mình nhất là mình khi mà mình đã có gia đình và đã có con rồi thì thiệt sự là người lớn rất là sợ Tết nha. Bởi vì Tết là tới cái mùa bắt đầu phải sắm sửa nè. Dạ. Sắm cho con cái rồi, sắm ở trong gia đình, nhìn ở trong nhà thấy có cái gì thiếu thì sắm, cái gì bị hư thì phải sửa. Cho nên Tết là mùa sắm sửa đó em. Mùa sắm và sửa. Đúng rồi. Em thấy là ngày xưa là chị kêu rằng là Tết thì mình sẽ được sắm sửa quần áo mới thì mình thích. Còn bây giờ em nghĩ là không cần phải lý do đó nữa, bởi vì quanh năm là chị Ngọc Lan luôn được mặc quần áo mới và đẹp rồi đúng không ạ? Còn không đâu em. Những cái vai mà chị đóng là những cái vai nghèo, vai khổ á, là chị phải mặc đồ cũ. À dạ, em thấy cái vai mà vợ chính thức mà đánh ghen ngày xưa mà hot trên VTV á, là chị cũng mặc đồ đẹp lắm đó. Thực ra đó là phải đẹp em ơi. Dạ rồi, mình quay trở lại chủ đề ngày hôm nay nha. Là chị chia sẻ là mình phải sắm nè, mình phải sửa nè. Đặc biệt là đồ điện nè, cái đồ điện lạnh trong nhà nữa. Trong nhà là quan trọng lắm. Dạ, vậy thì khi mình sắm như vậy, mình sửa như vậy thì cái yếu tố nào chị đặt hàng đầu? Là về chi phí nè, về tiết kiệm nè, hay là về cái yếu tố gì ạ? Thực ra cái yếu tố quan trọng nhất đó là về sức khỏe.
Bởi vì nếu mà sức khỏe mà có vấn đề thì bao nhiêu cái tiền nó cũng không có đủ để bù đắp lại cái sức khỏe cho mình đâu. Nên ta kêu là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nên là làm mình làm bất cứ cái gì cũng vậy, mình sắm sửa cái gì ở trong nhà cũng vậy, nhất là những cái việc mà liên quan đến tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, quạt đồ này nọ, tất cả những gia dụng đó. Đúng rồi, những cái đó nó ảnh hưởng nó trực tiếp đến sức khỏe của mình và con. Cho nên cái mà quan tâm nhất ở thời điểm này đó là sức khỏe của hai mẹ con. Dạ, và không chỉ là ở thời điểm này đâu mà cách đây khoảng cỡ vài tháng thì khi mà dịch bệnh Covid còn đang hoành hành ở Việt Đúng Nam rồi. Á thì Aqua cũng đã quan tâm về sức khỏe và chủ đề của Aqua luôn luôn là chăm sóc sức khỏe toàn diện rồi. Và ngay bên cạnh Thu Hà đây lúc này, em xin giới thiệu với chị Ngọc Lan và khán giả của chúng ta một sản phẩm tủ lạnh side by side của Aqua với mã sản phẩm là AQR S541XA. Và với sản phẩm này cũng sẽ được đặt tiêu chí chăm sóc sức khỏe là hàng đầu. Nhưng mà trước khi mình đi sâu và tìm hiểu rõ hơn về tủ lạnh này thì có lẽ là Thu Hà cũng sẽ được mời chị Ngọc Lan và khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn sau đây nhé. Chị Ngọc Lan thấy không? Mình vừa được theo dõi một đoạn video clip mà ở đó hình ảnh của tủ lạnh rất là đẹp, mà tôi thấy là ở ngoài nó còn đẹp mắt hơn nữa. Đúng rồi. Dạ, và một trong những cái tính năng mà em chia sẻ là nó giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện của mình đó chính là cửa tủ lạnh kháng khuẩn. Đó giờ có lẽ là các bạn vẫn chưa bao giờ nghe đến cụm từ là cửa tủ lạnh mà kháng được khuẩn nữa không ạ? Nhưng mà ở đây á, lần đầu tiên là kháng khuẩn, thậm chí là kháng khuẩn tới 99,9% vi khuẩn luôn ạ. Đây là điều đầu tiên mà chị nghe, bởi vì thưa với lại quý vị, từ hồi xưa giờ chúng ta chỉ biết đến một cái tủ lạnh là có thể là kháng khuẩn ở bên trong thôi, tức là nó sẽ có những cái bộ phận làm lọc không khí ở bên trong, khử mùi bên trong. Nhưng mà lần đầu tiên là mình biết đến một cái tủ lạnh là có một cái cửa kháng khuẩn. Dạ. Tức là nó như thế nào, Thu Hà có thể nói rõ hơn cho chị biết không? Dạ, có lẽ là mình cũng thường thường là mình sử dụng tủ lạnh thì cái bộ phận mà mình sử dụng nhiều nhất, mình chạm tay vào nhiều nhất chính là cửa tủ lạnh, đúng không ạ? Đúng không rồi. Chỉ là người lớn đâu mà trẻ nhỏ cũng phải chạm tay vào, mà nhiều khi tay của mình là cái bộ phận mà nó vi khuẩn nhiều nhất nữa. Và như chị Lan chia sẻ là bây giờ mình đến cái thời kỳ dịch bệnh thì mình mới quan tâm nhiều hơn về cái tầm quan trọng của vi khuẩn. Đúng rồi. Đó, cái tác hại của nó. Cho nên là nhờ vậy mà cửa tủ lạnh này nè sẽ được tự động kháng khuẩn đến 99,9% vi khuẩn. Nhờ vậy là mình không có sợ là tay mình dơ xong mình sờ tủ lạnh này, nhiều khi là nó sẽ bị ám vi khuẩn rồi ám mùi nấm mốc vào trong đồ ăn của mình nữa. Nên là chúng ta sẽ yên tâm là sức khỏe của mình được bảo vệ nhờ thực phẩm được luôn an toàn, sạch sẽ. Tức là chị hiểu rồi. Tức là khi mà tay của mình chạm vô đây thì mình không bị lây vi khuẩn từ tủ lạnh, bởi vì tủ lạnh nó kháng khuẩn, nó không có vi khuẩn và nó cũng sẽ không bị dính vi khuẩn từ tay của mình. Và quan trọng hơn là vi khuẩn nó sẽ không có bị lây nhiễm vô thực phẩm không trong vô nữa. Tức là tay mình không có vi khuẩn thì mình sẽ không cầm vô trong đồ ăn nó bị lây vi khuẩn. Hay quá. Thì thôi bây giờ đấy chỉ là một cái tính năng ở bên ngoài về cửa tủ kháng khuẩn thôi. Còn một tính năng nữa cực kỳ quan trọng đó, em xin chia sẻ luôn, là bình thường mình nghĩ là cửa tủ side by side nó sẽ rộng lớn đúng không ạ? Nhiều khi nhà nào mà chật hẹp như nhà em đi, không có dám xài tại vì nó không có diện tích. Nhưng mà với cái tủ này khi mình mở ra thì nó sẽ tự động nó dừng lại ở góc 90 độ, cho nên mình sẽ không có tốn quá nhiều diện tích. Thôi thấy nó nói thì hơi khó hiểu đúng không ạ? Không hình dung được. Đây em mở thử nha. Đây em mở Maximo luôn nè. Thì cửa tủ sẽ tự động đây dừng lại ở mức 90 độ. Nó không có bị ra như vậy, nó không có bị ra như vậy. Và như vậy thì thứ nhất là nó sẽ không có bị tốn diện tích đó. Và thứ hai nữa là nhiều khi mình nghĩ rằng là cái cửa tủ 90 độ như thế thì mình lấy đồ ăn có đúng dễ rồi không? Rồi làm sao lấy được cái hộp ở nhiều dưới khi ra chật hẹp đúng không ạ? Thì em demo chị xem luôn nha. Đây giả sử đi, mình lấy ra một hộp đồ ăn trái cây đi đó, mình kéo ra hoàn toàn không hề bị cấn hay là bị dính cửa tủ đó. Hay quá vậy ta, dễ dàng. Mà thêm một cái đặc điểm nữa nha, là cái phần hộp tủ nè, nó có độ dày là 550mm, nó vừa đủ để mình có thể để được thực phẩm. Đó, không có sợ là quá mỏng hay là quá dày. Rồi, như vậy là chị cũng nhìn thấy tổng quan cái tủ lạnh của mình, và mình mở ra góc 90 độ như vậy thì nó cũng dễ sử dụng đúng không ạ? Vậy thì đây là một trong những cái tủ lạnh mà Lan nghĩ là Lan sẽ lưu tâm để mà mình có thể
đổi cho gia đình của mình, bởi vì nó rất là phù hợp với lại hai mẹ con. Dạ. Bởi vì đây kháng khuẩn ở bên ngoài thì sẽ không có sợ mà bị lây vi khuẩn tác động từ bên ngoài cũng như bên trong. Rồi cái cửa tủ thì rất là phù hợp với lại cái không gian ở trong nhà. Tại vì nhà chị thì cũng không bự lắm đâu. Phải không? Em cũng không nghĩ rằng là nhà chị Lan là cũng không. Không bự em lắm ơi, nhà không bự lắm, đúng không? Nhà không bự lắm, cho nên là với một cái cửa tủ mà nó có thể tự động dừng ở cái góc 90 độ như vậy thì rất là phù hợp với lại nhà của chị. Dạ, nhưng mà em nghĩ là dù nhà chị có thể là theo như chị chia sẻ nha, theo như chị chia sẻ thôi là không có bự lắm, nhưng đương nhiên vẫn sẽ có một chỗ vừa đủ để mình có thể để được một chiếc máy giặt. Wow, máy giặt của Aqua nó cực kỳ tiết kiệm diện tích luôn, mà nó có nhiều tính năng bảo vệ sức khỏe lắm. Em mời chị Lan bây giờ theo em qua đây. Đây, thấy không ạ? Nhìn nó nhỏ gọn này đó, và nhìn nó rất là sang, phù hợp với mọi căn nhà, đặc biệt nhà của chị Lan cũng phù hợp nữa. Cái máy giặt này là chị biết. À, chị biết rồi. Chị đã từng không phải là chị, tức là chị đã từng được giới thiệu về cái tủ lạnh, cái máy giặt này rồi. Dạ. Cho nên là bây giờ chị sẽ nói sơ về tính năng của nó coi đúng hay không nha. Nhưng theo mà, sự hiểu biết của chị. Trước khi mình nói thì có lẽ là để chị nói được chính xác hơn, là đầy đủ hơn, thì mình theo dõi thêm một đoạn video clip. Ok. Dạ. Rồi, bây giờ thì em mời chị sẽ cùng chia sẻ những cái gì mà chị biết và mình đã từng trải nghiệm về chiếc máy giặt Aqua AQD-DD1050N này ạ. Chị đã từng nghiên cứu về nó rồi, bởi vì cũng tính đổi rồi, nhưng mà là mình chưa hiểu được về nó nhiều lắm. Mà ngày hôm nay sau khi mà xem cái video clip này thì là hiểu hơn được một hiểu chút. Hiểu hơn rồi, chắc là nó đổi luôn đó. Thì cho nên là chị sẽ nói để coi có đúng không nha. Dạ. Đây là một cái máy giặt có một cái tính năng vượt trội, đó là cái lồng giặt rất là rộng. Đây. Dạ, lồng giặt siêu lớn luôn. Cái lồng giặt cực kỳ to luôn, rất là rộng, rộng hơn so với là tất cả những cái máy giặt mà hiện có ở trên thị trường. Mà cái lồng giặt rộng nó có tác dụng gì? Đó là tác dụng giặt đồ sạch nè. Dạ, đúng cái rồi. Thứ hai nữa là đồ nó không có bị xoắn nhiều. Đúng, tức là người ta dùng cái thuật ngữ đó là giảm xoắn đó. Dạ. Đó là cái, đó là cái ưu điểm lớn nhất. Cái ưu điểm thứ hai nữa cũng rất là phù hợp cho sức khỏe, đó là cái miếng đệm cửa cao su này là kháng khuẩn, đúng không? Dạ đúng rồi, trời ơi. Đúng là một người phụ nữ của gia đình luôn. Kiểu này thì chắc chắn là bé Louis ở nhà được chăm sóc kỹ lưỡng. Trời ơi, chắc chắn là không thể nào mà một con vi khuẩn không thể lọt vào, đúng không ạ? Thì với cái này thì em nhắc lại một lần nữa thôi, đó là với cái lồng giặt siêu lớn là 525mm. Nhờ vậy với cái lồng giặt như thế thì mình có thể giặt được rất là nhiều quần áo, nhiều khi là gấu bông nè, rồi chăn mền cho bé Louis cũng có nè. Rồi hơn nữa là không có xoắn nút quần áo như chị chia sẻ nè. Và thứ hai là cái vòng đệm kháng khuẩn ABT này thì giúp cho mình là không có sợ bị vi khuẩn nấm mốc, rồi cặn một giặt lâu ngày bám vào nó sẽ sinh sôi nảy nở ra. Em biết sao, nhiều khi mình lấy đồ ra, cái đồ nó cứ đi ngang qua cái chỗ này nè, mà sẽ chỗ này nó không được kháng khuẩn dạ, thì cái rồi. Đồ mình nó sẽ bị dính vi khuẩn, là em bé mặc vô cũng không tốt mà mình mặc cũng không tốt nữa. Dạ chính xác luôn. Thì nhờ vậy với cái tính năng đặc biệt như thế, rất là nhiều tính năng từ máy giặt, tuy nhiên thì đây là hai tính năng nổi bật giúp mình có thể chăm sóc sức khỏe được. Và bây giờ sau khi mình đã cùng khám phá về tủ lạnh có rồi nè, máy giặt có rồi nè, thì trời ơi, chắc chắn là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì một trong những nóng cái sản phẩm không thể bỏ qua được, nóng lắm, nóng lắm. Dạ, mọi người ơi, chắc chắn là máy lạnh. Đây em demo chị luôn một chiếc có máy lạnh luôn. Mở luôn máy lạnh của cho mình nha, máy lạnh ngay trên đầu của mình luôn, máy lạnh Aqua của chúng ta. Và máy lạnh này có mã sản phẩm là Aqua KCRV10FB. Mát không, mát không? Mát em. Dạ siêu mát. Xà ra một cái là thấy mát liền nha. Dạ, và trước khi mình đi cùng vào tìm hiểu rõ hơn về máy lạnh thì mình sẽ cùng theo dõi thêm một đoạn video clip ngắn sau đây nha. Máy điều hòa Aqua có công nghệ Aqua Fresh 3 bước tự làm sạch, giúp diệt khuẩn, duy trì hiệu suất làm lạnh, giảm số lần vệ sinh máy định kỳ, mẹ khỏi lo, con khỏi nhọc công. Dạ, vì em chia sẻ là đoạn video clip ngắn thôi, nên rất là ngắn, ngắn thiệt chị ạ. Chưa kịp coi gì luôn đó, cho nên dạ. Là bây giờ em phải nói lại cho chị biết đi. Dạ, em sẽ nói thật là chậm rãi để chị có thể hiểu rõ hơn nha. Thì cho em hỏi trước nha, đó giờ khi mình dùng máy lạnh nè, thì không biết là chị có thường xuyên vệ sinh máy lạnh hay không? Và có. Cái việc đó có khó hay không? Trời ơi, 3 tháng chị phải nhờ người, nhờ nguyên một cái đội ngũ tới để vệ sinh máy lạnh. Mà mỗi lần nhờ tới cũng cực lắm em. Tại vì mình nhờ người ta tới rồi, mình nhà chị ở chung cư mà, cho nên là phải làm giấy, trình giấy cho mọi rồi, người đem đồ đạc vô máy móc lên vô. Rồi tới hồi đi xuống cũng phải làm giấy để đem đồ đi ra, cho nên là một năm là 4 lần như vậy, cực lắm.
Dạ, mà thực ra với chị á, thì cái việc mà làm giấy là cái việc cực rồi. Chứ với em cực nhất mới là cái việc mà tốn tiền á chị. Tốn hầu bao dữ lắm. Thì ở đây với chiếc máy lạnh này chị yên tâm nha, bởi vì nó có tính năng Aquafresh. Aquafresh là tự động làm sạch dàn lạnh và kháng khuẩn nữa. Bây giờ em sẽ chia sẻ nha. Không? Làm được. Tại vì nhiều khi mình sẽ nghĩ là ồ mình không có đụng tay đụng chân vô thì làm sao dàn lạnh của mình có thể làm sạch được. Đúng thì rồi. Nó sẽ có 3 bước làm sạch sau đây. Đầu tiên là dàn lạnh của mình sẽ được đóng băng lại. Đóng băng lại dàn lạnh. Bước thứ hai là mình sẽ cùng rã băng. Nó sẽ tự động rã băng luôn. Đúng rồi, tự động rã băng. Và sau khi mà tự động rã băng rồi, nó sẽ cuốn trôi, rửa trôi hết toàn bộ những cái vi khuẩn bụi bẩn có trong dàn lạnh. Nhờ vậy mà sau khoảng cỡ 20 phút thôi, thì với tính năng Aquafresh này, mình sẽ có thể tự động làm sạch, vệ sinh được dàn lạnh của máy lạnh mà không có cần phải ra tiệm hay là gọi thợ đến nhà để mà sửa nữa. Hay dữ vậy á hả? Dạ. Trời ơi, từ giờ chứ không phải động đỡ tốn tiền nữa em ơi. Đỡ tốn tiền nữa. Đỡ tốn tiền, đỡ phải làm giấy tờ cho nhân viên đem đồ lên để làm vệ sinh máy lạnh nữa. Dạ, mà nhiều khi là phụ nữ của mình á là mình không có để ý lắm về máy móc đâu, thì với cái này lâu lâu mình rảnh rỗi thì mình có thể là mình tự vệ sinh, mình nhấn cái nút bấm ở trên remote là có thể dùng được rồi. Rồi, cái thứ hai nữa là một cái cảm biến có tên gọi là Eco Sensor. Thì cho em hỏi một chút xíu là khi nào mà mình về nhà đi, sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi nắng bức vậy nè, chị về nhà xong chị mở máy lạnh chị thấy là ủa, mình ngồi trên cái ghế nó không mát, nhiều khi phải đến đứng gần cái máy lạnh nó mới mát không? Đúng rồi, nhà là hai mẹ con hay dành chỗ với nhau lắm, dành cái chỗ nào mát nhất đứng để cho nó mát, cho nó lạnh. Lưu ý là nó rất là thích lạnh, nóng chịu không có được, cho nên hai mẹ con hay dành lắm. Dạ đúng rồi, đó là bởi vì cái lý do là bởi vì trên những dòng máy lạnh thế hệ cũ á thì là nó sẽ không có biết điều chỉnh hướng gió, mình phải sử dụng cái remote mình điều đúng chỉnh rồi. Qua lại lên xuống đó, xong mình di chuyển trong nhà thì nhiều khi á nó không có đúng cái chỗ mình ngồi chỗ lạnh nữa. Chỗ không lạnh. Dạ đúng rồi, thì với Eco Sensor nó sẽ tự động cảm biến con người, nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ điều chỉnh được cái hướng gió. Là ví dụ như chị đang ở trên phòng khách đi, chị đang ngồi ghế salon đi, nó sẽ cảm biến được con người, cái nhiệt độ con người của chị, và nó sẽ hướng cái hướng gió ra đúng cái vị trí đó, đi tìm chị đó ha. Dạ, nó tìm chị, tìm cái chỗ nào mà nóng nóng là phà hơi lạnh vô. Dạ, đúng không? Là với lạnh là mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa, tại vì lúc nào lạnh cũng đi tìm mình hết trơn á. Hay quá Lùi ơi, kể từ nay thì con và mẹ không có cần phải giành lộn với nhau nữa rồi. Và lúc nào cũng có người theo đuổi luôn ạ. Đó chính là máy lạnh. Dạ. Thì nãy giờ á, là mình được trải nghiệm sơ qua về ba cái sản phẩm của Aqua rồi. Chị thấy không? Chưa gì, chưa đến Tết mà pháo hoa đùng 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 luôn rồi kìa. Bắn cái hết hồn luôn á. Chưa kịp giật mình luôn em. Nãy thì mình có hoa tiết rơi, giờ có pháo hoa năm mới rồi. Mà chị ơi, cứ mỗi lần mà mình có một cái biểu trưng đặc biệt như vậy là chứng tỏ sắp có quà tặng. Tại năm mới phải có quà tặng. Đúng rồi em. Dạ. Quà gì vậy em? Dạ, nhưng mà cái quà này á không có phải là được tặng luôn đâu chị. Mà quà này mình phải tham gia mini game mới được quà. Nhiều khi em nghĩ chị không có chơi game không có được quà đâu chị ơi. Không phải chơi chứ. Phải chơi game đúng không? Ừ. Đó thì bây giờ nhiều khi chị chơi game xong em cũng không có tặng quà chị đâu. Sao em nhường cho người khác, em nhìn cho khách hàng thì sao? Ok em, được hết em ơi. Dạ, bây giờ thì các bạn ơi hãy cùng đến với một mini game thứ hai. Và lần này thì chị Ngọc Lan sẽ đồng hành cùng với Thu Hà để có thể là người nắm vai trò là cốt cán, là mình sẽ cùng nhau chọn ra người may mắn trúng giải ha. Đồng mình sẽ cùng trả lời từ bây giờ đến khi kết thúc livestream này. Ở những phút cuối cùng của livestream thì Thu Hà và chị Ngọc Lan sẽ cùng công bố người trúng giải nha. Mình sẽ có hai vị khách may mắn, mỗi bạn nhận được phần quà sẽ là một thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 khi trả lời đúng câu hỏi sau đây nha. Câu hỏi có nội dung như sau ạ. Các tính năng bảo vệ sức khỏe của các sản phẩm Aqua nằm ở: câu A là cửa tủ kháng khuẩn, lồng giặt lớn Aqua Fresh; câu B là hộc tủ kháng khuẩn, vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT Aqua Fresh; và câu C là cửa tủ kháng khuẩn, vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT Aqua Fresh. Dạ, và mình sẽ có thời gian từ bây giờ đến khi kết thúc livestream để mình cùng trả lời nha các bạn nha. Lưu ý là sẽ có hai bạn may mắn ngẫu nhiên ạ. Mình sẽ trả lời bằng cách nào em? Dạ, mình sẽ cùng trả lời là mình sẽ comment theo cú pháp là A, B hoặc là C ạ. Dạ. Quý vị khán giả nhớ nha, chúng ta hãy comment theo cú pháp A, B hoặc là C để khi kết thúc livestream hả? Dạ đúng rồi, đến gần, khi kết thúc livestream thì Lan và Hà sẽ chọn ra hai bạn. Dạ đúng rồi. May mắn để mà nhận phần quà từ Aqua Việt Nam. Dạ các bạn ơi nhớ là A hoặc là B hoặc là C, đừng có trả lời luôn A, B, C các bạn nhé, khó xử lắm. Dạ chị ông Lan lát nữa có gì chị len lén trả lời cũng được đó. Không em ơi, chị ở đây chị nói chuyện với em rồi, chị không có cầm điện thoại được, trợ lý chị cầm. Dạ rồi thôi bây giờ đùa vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sau khi mà mình đã cùng nhau mình đọc câu hỏi mini game rồi thì có lẽ là mình sẽ chờ đợi trong ít phút để các bạn khán giả có thể là mình chọn đáp án chính xác nha. Bây giờ em sẽ lục lại một sơ một lần nữa là với tủ lạnh thì mình sẽ có tính năng là cửa tủ kháng khuẩn nè. Chị nói thử nha. Ok chị nói thử. Bây giờ chị nha. Sẽ nói nè.
Đây, thưa quý vị và các bạn, hay. Chúng ta có sản phẩm đầu tiên, đó là tủ lạnh side by side với tính năng nổi bật, đó là cửa tủ kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa vi khuẩn lọt vào trong tủ lạnh để mà các thức ăn chúng ta không bị dính vi khuẩn, chúng ta ăn vô không bị đau bụng. Và tính năng thứ hai nữa, đó là cửa tủ có thể tự động dừng lại ở góc 90 độ để với mục đích là không bị chiếm diện tích ở trong nhà của mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Và thêm một cái nữa, tuy rằng mở ra 90 độ nhưng chúng ta vẫn có thể dễ dàng mở các học tủ đựng thực phẩm ở phía trong tủ lạnh mà không bị vướng bận gì cả. Trời ơi, hay xuất quá. Sắc quá chị ơi, nè, 10 tới, điểm chất lượng qua luôn. Qua tới máy giặt nè. Máy giặt nè. Thưa quý vị, máy giặt Aqua, Aqua gì? Aqua, cái này chính xác là AQD-DD1050N. Thưa quý vị, máy giặt vừa rồi có tính năng nổi bật. Đó là lồng giặt rất rộng, giúp cho giặt sạch đồ và đồ không bị nhăn. Không bị gọi là xoắn rối quần áo. Xoắn rối quần áo. Và miếng đệm cao su ở cửa tủ lạnh có khả năng kháng khuẩn để giúp cho chúng ta... Không, chị nói lộn rồi. Miếng đệm cao su ở cửa máy giặt có đúng tính rồi. Năng kháng khuẩn ABT, vòng đệm kháng khuẩn ABT giúp cho chúng ta lấy đồ từ trong máy giặt ra mà không có bị dính vi khuẩn. Hay còn quá. Máy lạnh thì sao? Máy lạnh này thì có khả năng là tự làm sạch, chúng ta không thể tốn tiền 1 năm 4 lần nhờ người lên vệ sinh máy giặt, máy lạnh. Và bên cạnh đó thì còn có khả năng đi tìm người cô đơn để mà phà hơi lạnh vô trong điều người đó. Điều chỉnh hướng gió, yeah. 10 điểm chất lượng luôn chị ơi. Trời ơi, chị ơi, chị học bài giỏi quá chị ơi. Thầy quá em ơi. Dạ, chắc là ngày xưa đi học, cô thầy chắc là ít kiểm tra chị lắm. Tại vì học bài nhanh lắm đúng không chị? Có em, tại nhờ nghề dạy. Dạ, nghề dạy đúng không ạ? Rồi chị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ có phần đặc biệt hơn. Nãy giờ thì mình chỉ mới trải nghiệm sản phẩm thôi. Nhưng mà em biết là chị em phụ nữ chúng mình thì thường thường là quan tâm một cái điều đặc biệt hơn là chương trình khuyến mãi đúng không chị? Đúng rồi. Nhiều khi Tết đến xuân về mua đồ sắm sửa mà nó không có giảm giá là không có mua đâu. Mua đồ bao nhiêu không tiếc, nhưng mà cái đồ đó mà không có tặng, không có phần thưởng gì là tiếc lắm, không có muốn mua. Dạ, như vậy thì ngay bây giờ em sẽ giúp cho chị nè, mình sẽ cùng công bố được hai chương trình khuyến mãi cực kỳ đặc biệt đến từ Aqua Việt Nam. Và chắc chắn là nghe xong là chắc chắn là chị sẽ lập tức là mình mua ngay bộ sản phẩm của Aqua nha. Mà lần này tổng giá trị phần quà và giải thưởng mà Aqua gửi tặng nhân dịp 25 năm đồng hành Tết Việt lần này trị giá lên tới là 12 tỷ đồng. 12 tỷ hả? Tặng cái gì, tặng dữ vậy? Tặng nhiều lắm chị ạ. Mình sẽ có hai chương trình khuyến mãi đặc biệt nha. Đầu tiên là chương trình nhận phiếu mua hàng điện tử. Và thứ hai là chương trình rút thăm may mắn. Với chương trình đầu tiên thì khi mà các bạn mua một cái sản phẩm của Aqua thì chắc chắn là 100% mình được nhận ngay phiếu mua hàng điện tử. Sau đó thì với cái phiếu mua hàng điện tử đó thì mình sẽ được nhận những cái voucher từ 200.000 đến 2 triệu đồng. Rồi, thứ hai là chương trình khuyến mãi rút thăm may mắn thì Aqua sẽ trao tặng 25 bộ sản phẩm có tên gọi là Aqua Pro Life với giá trị rất lớn cho 25 quý vị khách hàng may mắn khi mua sản phẩm. Và bộ sản phẩm quà tặng này bao gồm là một tủ lạnh nhiều cửa, mã hiệu là AQR-IG-686-AMGB. Thứ hai là mình được tặng thêm một chiếc máy giặt lồng ngang có mã hiệu là AQD-DH1050CN. Và thứ ba là một máy điều hòa mã hiệu là Aqua FCHV24C. Và thời gian áp dụng chương trình của mình thì là sẽ kéo dài từ bây giờ đến trước Tết âm lịch. Cụ thể là với chương trình đầu tiên là chương trình phiếu mua hàng điện tử. Phiếu mua hàng điện tử. Dạ, từ bây giờ đến hết ngày 10 tháng 2. Và thứ hai là chương trình rút thăm may mắn thì từ bây giờ đến hết ngày 31 tháng 1, nghĩa là còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Và nếu mà các bạn muốn thông tin chi tiết thêm thì mình có thể truy cập vào website là aquavietnam.com.vn /CTKM 25 năm. 25 là số 25 nha. Ừ. Dạ. Quý vị nghe có kịp hay không? Quý vị có muốn Lan nhắc lại không? Chắc chắn là có luôn rồi ạ. Vậy thì bây giờ Ngọc Lan xin được phép nhắc lại, đó là chúng ta có hai chương trình khuyến mãi và tặng quà. Chương trình đầu tiên đó là tặng phiếu mua hàng điện tử sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2021. Dạ, và chương trình thứ hai đó là rút thăm trúng thưởng sẽ được kết thúc vào ngày 10 tháng 2 năm 2021 với tổng giá trị phần thưởng lên đến 12 tỷ đồng. Đúng không? Dạ đúng rồi, tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 tỷ đồng. 12 tỷ đồng đó mọi rất người. Là xuất sắc luôn. Nhưng mà có lẽ là nãy giờ thì mình đang nói chung cả hai chương trình rồi, nhiều khi là khán giả họ sẽ chưa có nắm được cụ thể đúng không ạ? Nhiều khi là em mới đọc gương thấy là choáng ngợp quá, nhiều quà quá em cũng không có biết nữa. Nên thôi bây giờ mình sẽ cùng đến với chương trình đầu tiên là chương trình phiếu mua hàng điện tử để có thể là các bạn sẽ cùng tham khảo rõ hơn, chi tiết hơn để cùng lựa chọn sản phẩm của Aqua nhé. Khi mua sản phẩm Aqua Việt Nam trong danh sách khuyến mại, khách hàng được nhận ngay quà tặng là phiếu mua hàng điện tử, trị giá từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng. Khách hàng kích hoạt để tham gia chương trình bằng cách nhắn tin SMS. Bước 1. Mua sản phẩm Aqua Việt Nam trong danh sách khuyến mại tại link aquavietnam.com.vn.
chương trình khuyến mãi 25 năm. Bước 2, kích hoạt bảo hành điện tử qua tin nhắn theo cú pháp Aqua, khoảng trống, Tết, khoảng trống, số máy, khoảng trống, số chứng minh nhân dân, khoảng trống, họ tên. Lưu ý là số máy là số đã được dán trên thân máy và trên vỏ thùng sản phẩm. Số chứng minh nhân dân, số chứng minh nhân dân của khách hàng, 09 hoặc là 12 số. Họ tên khách mua hàng, dấu cách là khoảng trắng. Sau đó gửi đến tổng đài 8077 để cùng đăng ký. Mọi thắc mắc về thể lệ chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1800 585832. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trên màn hình để xem kỹ về chương trình này nhé. Đó, chị Ngọc Lan ơi, sau khi mình được hướng dẫn cú pháp để mình soạn tin nhắn, mình nhận ngay phiếu mua hàng điện tử rồi, thì em nghĩ là sau hôm nay chị có thể mua tặng cho gia đình của mình một bộ sản phẩm của Aqua, xong mình tự tay mình soạn tin nhắn để mình có thể nhận quà của chương trình luôn chị nha. Lời quá à. Dạ. Đến đây nghĩ... chơi rồi còn có quà mang về, đến đi mua đồ còn có quà mang về nữa. Dạ, em mà nhiều khi á, đi tham gia livestream mình lại còn có nhiều thứ khác nữa đúng không chị? Đúng rồi, có khán giả yêu thương đến thì. Dạ đúng rồi. Chị ơi thì không mấy á, có gì chị mua quà nhiều nhiều, mua sản phẩm nhiều nhiều, tại vì tùy theo giá trị sản phẩm á, mình được nhận voucher từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng chị nha. Rồi bây giờ thì à, như đã hứa ở livestream ngày hôm nay mình có rất là nhiều mini game luôn. Mình có mini game 1 rồi nè, có mini game 2 rồi nè. Thì bây giờ đây trên màn hình là phần quà, mở ra quá trời quà luôn. Thì mình sẽ có thêm một mini game nữa, thì em sẽ phổ biến sơ sơ thôi về phần quà tặng này. Đó là ở mini game 3 là một cái mini game mà mình cần đòi hỏi sự nhanh nhạy. Không biết nhanh nhạy chị có trả lời kịp không à, như là chị Ngọc Lan trả không, lời kịp em ơi, nhiều, bây giờ chị cũng có tuổi rồi đó em, cho nên là chắc chị không nhanh bằng các bạn trẻ đâu. Dạ, mà thường thường mấy người mà hay nói câu đó lại thấy là toàn là trẻ nhất không ạ. Dạ, nên là em cũng đề phòng chị Ngọc Lan dữ lắm. Có nghĩa là các bạn ơi, mình sẽ có tối đa là 120 giây để cùng trả lời một câu hỏi của chương trình. Và với thời gian như vậy thì các bạn sẽ cùng trả lời câu hỏi và mình sẽ cùng chọn ra là có hai vị khách may mắn trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Phần quà cho mỗi bạn sẽ là một voucher mua hàng tại siêu thị Co-op-Mart trị giá lên tới là 500.000 đồng. Wow. Nhiều quá mà em nghĩ là chắc em cũng phải thôi, em xin phép chương trình là em tạm off tại đây để em vô em chơi game. Em ơi, em phải ở đây với chị. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng đến với một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt hơn nữa. Lúc đó là mình có chương trình khuyến mãi ra là phiếu mua hàng điện tử rồi, bây giờ là chương trình khuyến mãi tiếp theo rút thăm may mắn, thì mình sẽ cùng chịu khó mình theo dõi một chút xíu trước khi mình cùng bước vào mini game thứ ba các bạn nha. Chương trình khuyến mại siêu siêu hấp dẫn thứ hai, khi mua sản phẩm Aqua, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia chương trình rút thăm may mắn. Aqua sẽ trao tặng 25 bộ sản phẩm Aqua Pro Life với giá trị rất lớn cho 25 quý vị may mắn. Bộ sản phẩm bao gồm một tủ lạnh nhiều cửa, một máy giặt lồng ngang, một máy điều hòa. Để tham gia chương trình, các bạn hãy làm theo các bước sau đây. Bước 1, mua sản phẩm Aqua Việt Nam. Bước 2, kích hoạt bảo hành điện tử để nhận mã số rút thăm trúng thưởng bằng việc soạn tin nhắn theo cú pháp Aqua, khoảng trắng, Tết, khoảng trắng, số máy, khoảng trắng, số chứng minh nhân dân, khoảng trắng, họ tên. Trong đó, Aqua khoảng trắng Tết là mã tin nhắn. Số máy đã được dán trên thân máy và trên vỏ thùng sản phẩm. Sử dụng số máy cục lạnh nếu sản phẩm là điều hòa. Số chứng minh nhân dân của khách hàng từ 9 đến 12 số. Họ tên khách mua hàng. Dấu cách là khoảng trắng. Sau đó gửi đến tổng đài 8077 để đăng ký. 1.000 đồng một tin nhắn. Mọi thắc mắc về thể lệ chương trình, vui lòng liên hệ hotline 1800 585832. Và thời gian áp dụng các chương trình này kéo dài đến ngày 31 tháng 1. Thông tin chi tiết thì Thu Hà mời các bạn xem trên trang aquavietnam.com.vn /CTKM25 năm. Dạ, như vậy là Thu Hà đã cùng với chị Ngọc Lan cùng chia sẻ về mini game về chương trình quà tặng rồi, còn bây giờ thì mình sẽ cùng đến với mini game thứ ba. Dạ, chị ơi, và ở mini game này thì mình sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi mà liên quan đến chương trình vừa rồi. Với chương trình rút thăm may mắn vừa rồi á, thì em có chia sẻ là sẽ có 25 vị khách may mắn nhận được cho mình bộ quà tặng của Aqua, vừa có tủ lạnh nè, vừa có máy lạnh, vừa có máy giặt, và tổng giá trị phần quà cực kỳ là lớn luôn. Nhưng mà em vẫn chưa có bật mí là bao nhiêu tiền hết. Thì chị thử đoán coi là bao nhiêu tiền ta? Chị nghĩ xem khoảng bao nhiêu. Khó đoán quá ha. Khó đoán. Tại vì Lan thấy rằng là Aqua rất là quan tâm đến khách hàng nè, rất là yêu thương khách hàng, có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi cũng như là cái quà tặng dành cho khách hàng. Thì Lan nghĩ là cái phần quà tặng lần này á,
nó chắc chắn là nó cũng sẽ không có nhỏ đâu. Không nhỏ đúng không ạ? Thì thôi bây giờ hồi nhiều khi là người ta nói là mình đoán trước á, nhiều khi là không có chính xác đúng không chị? Nên thôi đợi lát nữa em bật mí sau cũng được nha chị nha. Bây giờ câu hỏi chương trình đưa ra cho các bạn, mình sẽ có tối đa là 120 giây để mình cùng trả lời câu hỏi nha. Với nội dung như sau: hãy dự đoán tổng giá trị bộ quà tặng Aqua trong chương trình ưu đãi 25 năm đồng hành Tết Việt qua đỉnh Tưng Bừng chào mừng sinh nhật. Thưa các bạn, thì với bộ quà tặng như vậy, vừa có tủ lạnh, máy giặt rồi máy lạnh, bao nhiêu tiền ha? Em nghĩ cũng không có nhỏ đâu, tại vì sơ sơ tủ lạnh máy giặt chừng đâu đó cũng đúng phải. Đúng rồi, chị nghĩ cũng phải là 70-80 triệu á. Dạ, em nghĩ nhiều khi là còn cao hơn nữa thì sao? Thì đúng rồi á. Dạ, và trước màn hình nó hiển thị là mình còn lại 110 giây nữa các bạn ơi. Đó, mình sẽ được cùng countdown để trong vòng 120 giây này các bạn nào chúng ta may mắn mình trả lời nhanh, chính xác thì mình cùng nhận quà các bạn nha. Phần quà cực kỳ đặc biệt là voucher mua hàng Coopmart 500 ngàn. Em nghĩ là 500 ngàn em mua được nhiều thứ lắm. Nhiều khi nhiều đó em mua được bim bim cho Louis cũng đúng được. Đúng rồi, mua đồ chơi được cho Louis cũng nhiều nè. Rồi nhiều khi mua được cái bình đun sôi nữa em. Cái đó là nấu nước sôi để cho con uống nước nó cũng sạch sẽ nè em ha. Dạ, nhiều thứ lắm. Nhiều lắm. Nói chung là với những người mẹ như chị á, là chắc chắn là rất là thấu hiểu về tâm lý rồi. Mình còn lại 80 giây nữa. Còn nếu như em nhiều khi em vô Coopmart em sẽ mua mì gói chẳng hạn. Tại vì những cô gái sinh viên như em là thường thường mua những thứ đó là quan trọng nhất rồi đó. Ăn nóng lắm em ơi, mai mốt mình chuyển mình ăn bún rồi á. Dạ, mình ăn trái cây rau quả, mình mua thẳng tủ lạnh Aqua, mình về mình dự trữ thực phẩm luôn, cả tuần lễ luôn. Coi như là mua mì gói là mua tủ lạnh Aqua để mua tủ lạnh Aqua xong là hết tiền rồi nên phải mua mì gói ăn. Dạ đúng rồi. Mình còn lại là 50 giây nữa các bạn ơi, nhưng mà nhớ nha. Nói thì vui vui vậy thôi nhưng mà chú ý là chúng ta cứ mua sản phẩm của Aqua thì 100% đều có quà, tùy theo giá trị lớn hay nhỏ thì mình được nhận quà voucher từ 200 ngàn đến 2 triệu đồng trong chương trình phiếu mua hàng điện tử. Và chương trình thứ hai là chương trình đó rút thăm may mắn, thì mình đang cùng dự đoán xem coi là cái bộ sản phẩm quà tặng trị giá bao nhiêu tiền các bạn nha. Mình còn khoảng cỡ 30 giây nữa các bạn ơi. Đang nghĩ là các bạn phải đoán trong vòng tầm khoảng từ 70 cho tới 90 triệu. Dạ. Đang nghĩ là con số nó nằm trong khoảng đó. Em nghĩ là chừng đó là 150 triệu đó. Tại vì nhiều khi tủ lạnh cũng xịn sò lắm. Hay là... Em, Aqua là coi như là hàng thì xịn nhưng mà giá thành lại rất là rẻ. Wow, đúng rồi trời ơi. À. Em tính lừa lừa chị Ngọc Lan vậy mà không có qua bắt chị luôn. Không có dễ luôn ha. Dạ, vậy thì các bạn ơi, chúng ta có thể đoán xem chính xác là tầm giá khoảng cỡ bao nhiêu tiền các bạn nha. Bây giờ còn bao nhiêu giây nè để chúng ta cùng cao đao. 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Chúc mừng các bạn đã cùng đến với mini game của chúng ta. Và đáp án chương trình đưa ra là 84.630.000 đồng. Thấy chưa, em có gì đoán hay không? Em cũng biết là từ 70 cho đến 90 đó. Em cũng biết vậy rồi nhưng mà em thấy chị cũng hơi spoil cho khán giả nhiều quá nên em cũng đã lạc hướng đó chị ạ. À. Thì bây giờ em sẽ cùng xem coi là bây giờ lúc này khán giả may mắn thuộc về ai nha. Rồi xin chúc mừng khách hàng của chúng ta, khán giả Quỳnh Nguyễn và khán giả Lạc Di Nguyễn Đức là hai vị khách may mắn của chúng ta. Nhắc lại nha, khán giả Quỳnh Nguyễn và khán giả Lạc Di Nguyễn Đức là hai vị khách may mắn nhận được ngay phần quà của chương trình trong phần hỏi nhanh đáp nhanh lần này. Phần quà sẽ là phiếu mua hàng Coopmart trị giá 500.000 đồng các bạn ơi. Rồi chị ơi, có lẽ là nãy giờ thì mình cũng đã đồng hành cùng chương trình rồi đúng không ạ? Thì mình còn có một cái phần mini game thứ hai mình chưa công bố nữa. Đúng rồi. Nhưng thôi đợi chút xíu đi, bây giờ thì em muốn chia sẻ một chút xíu tâm sự với chị, tại vì mình cũng gần gần đi đến cuối livestream rồi, sắp chia tay rồi đó. Sắp chia tay rồi đó. Thì chị ơi, bây giờ nãy giờ là mình cùng nhau mình tổng hợp lại về những cái sản phẩm của Aqua rồi, thì không biết là cái tổng quan nhận xét chung của chị về sản phẩm của Aqua thì chị ấn tượng ở những cái điểm nào của nó ạ? Cái điểm đầu tiên khi mà Lan tham gia buổi livestream ngày hôm nay và cũng giống như là những cái sự hiểu biết của Lan về những cái sản phẩm của Aqua Việt Nam, thì cái điều mà Lan thấy và Lan rất là thích đó là cái bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Cái điều đó là dường như là Aqua đặt lên hàng đầu, nhất là trong cái giai đoạn mà dịch bệnh như hiện nay cả thế giới đều bị ảnh hưởng, cho nên là cái việc mà mình quan tâm đến sức khỏe là nó ở cái vị trí hàng đầu và thấu hiểu được cái tâm tư đó của khách hàng, mà Aqua luôn luôn có những cái động thái để gọi là hỗ trợ cho khách hàng và hiểu khách hàng để mà đáp ứng được tất cả những cái điều đó của khách hàng. Thì đó là cái điều mà Lan cực kỳ thích ở Aqua Việt Nam. Và hơn nữa thì ngoài cái việc rằng là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cho khách hàng, thì cái phần Lan quan tâm nữa đó là cái giá thành của Aqua. Giống như lúc nãy mà chị có nói, đó là mình sở hữu một cái sản phẩm chất lượng nhưng cái giá thành nó lại rất là hợp lý, nhỏ nhẹ. Cho nên rất là phù hợp.
Dạ, và em nghĩ là với chất lượng sản phẩm tốt như vậy, giá thành hợp lý nữa thì đương nhiên là sau ngày hôm nay chị Ngọc Lan cũng sơ sơ rinh về cho gia đình của mình khoảng cỡ 2 đến 3 bộ sản phẩm thôi. Đúng không rồi, có chắc nhiều đâu, 2 đến 3 bộ thôi. Mà chị ơi, cứ mua là có quà chị nha, 100% trúng quà luôn. Đúng rồi, cho nên là sau buổi livestream này thì Lan sẽ nhanh chóng đi đến cửa hàng để mà chọn cho mình những cái sản phẩm mà cần thiết trong gia đình ở trong cái mùa Tết này. Cái gì bị hư thì mình sẽ sửa, còn cái gì mà thiếu thì mình sẽ sắm, còn hư quá thì mình sắm luôn cái mới luôn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì Aqua lại có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi cũng như là quà tặng, thì cho nên là cái việc mà mình tranh thủ mình đi mua trong cái khoảng thời gian này nó là điều hợp lý. Dạ, chính xác như vậy luôn ạ. Tết đến xuân về, nhu cầu sắm sửa cũng nhiều, sắm cũng nhiều và sửa cũng nhiều luôn. Mình có thể lựa chọn sản phẩm của Aqua. Nhưng mà đương nhiên là ngoài quà tặng khi mình mua hàng ra thì ngày hôm nay chị Việt lên đây và theo dõi livestream mình cùng giao lưu cùng với chị Ngọc Lan thôi, thì mình cũng có quà mang về. Thì trong tất cả những cái chương trình ngày hôm nay đi, mình có mini game 1 nè, mini game 2, mini game 3, thì mini game 2 và 3 khi mà Thu Hà và chị Ngọc Lan công bố xem ai trúng giải thì các bạn nhớ là hãy chịu khó là mình chủ động inbox cho fanpage của Aqua Việt Nam theo cú pháp là họ tên, số điện thoại, địa chỉ và hình ảnh chứng minh nhân hai mặt. Tại vì nhiều khi là mình Aqua inbox cho các bạn thì sẽ bị rơi vào phần tin nhắn chờ spam á, thì sẽ bị lâu á, thì để các bạn có thể chờ đợi nhanh hơn thì mình sẽ cùng nhau mình chủ động inbox các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng đến với quay trở lại với kết quả của mini game thứ hai. Lúc nãy thì mình cũng đã hỏi câu hỏi là những cái sản phẩm của Aqua có tính năng gì mà bảo vệ sức khỏe đó, thì mình có ba đáp án là A, B hay là C, và đáp án chương trình đưa ra là các tính năng bảo vệ sức khỏe của các sản phẩm Aqua nằm ở câu C, cửa tủ kháng khuẩn, vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT và Aqua Fresh. Dạ, và chị ơi, em nghĩ rằng là với cái câu này á, thì nếu mà chị tham gia trả lời á, là chị trúng chắc luôn. Tại vì sao? Lúc nãy chị nói quá hiểu quá rồi. Hay luôn. Dạ, quá em hiểu. Em ơi, chị luôn. Có tìm hiểu em, chị có tìm hiểu về Aqua Việt Nam. Dạ, có tìm hiểu đúng không ạ? Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ nhường sự may mắn của mình cho những vị khách của chúng ta. Xin được chúc mừng cho hai vị khách may mắn của chúng ta. Đó chính là khách hàng Thành Lê và khách hàng Lưu Phương Thanh, là hai vị khách may mắn trả lời chính xác câu hỏi này và comment một cách ngẫu nhiên, dễ thương, thả tim nhiều nhiều chị Ngọc Lan nè. Dạ, rồi trước khi mà chúng ta đến với những phút cuối cùng của chương trình thì Thu Hà cũng muốn được chia sẻ lại một lần nữa về chương trình khuyến mãi để các bạn nắm rõ hơn các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ có hai chương trình ưu đãi đặc biệt. Đầu tiên sẽ là chương trình nhận phiếu mua hàng điện tử và thứ hai là chương trình rút thăm may mắn. Và với chương trình nhận phiếu mua hàng điện tử thì khi các bạn mua một sản phẩm Aqua, mình được nhận ngay phiếu mua hàng điện tử 100% và tặng luôn. Thì sẽ có voucher từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy vào giá trị sản phẩm mình nhận được nha các bạn nha. Rồi thứ hai là chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn, rút thăm may mắn. Thì Aqua sẽ trao tặng 25 bộ sản phẩm Aqua Pro Life với giá trị rất lớn, trị giá tổng thể là 84.630.000 đồng cho 25 quý vị may mắn của chúng ta sở hữu, bao gồm là một tủ lạnh nhiều cửa, mã hiệu là AQR IG686AMGB. Thứ hai là máy giặt lồng ngang, mã hiệu là AQD DH1050CN. Và thứ ba là máy điều hòa, mã hiệu là AQA FCHV24C. Và chương trình thì mình sẽ cùng kéo dài từ bây giờ đến trước Tết Nguyên Đán, có nghĩa là với chương trình đầu tiên là chương trình mình nhận phiếu mua hàng điện tử là từ bây giờ đến ngày 10 tháng 2. Còn chương trình mà rút thăm may mắn là từ bây giờ đến cuối tháng 1. 31 tháng 1. Dạ đúng rồi. Và nếu các bạn muốn tham khảo thêm thì các bạn có thể là sau khi kết thúc livestream thì các bạn có thể tham khảo trên website của chương trình là aquavietnam.com.vn/ctkm25 năm các bạn nha. Dạ chị Ngọc Lan ơi, có lẽ là ở những phút cuối cùng rồi, Thu Hà cũng xin được mến chúc cho chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe nè, luôn luôn có nhiều giây phút thư giãn và tận hưởng cuộc sống cùng với người thân của mình, đặc biệt là với bé Ruiz. Và hơn nữa là mình sẽ luôn luôn có một cuộc sống khỏe mạnh cùng với những cái sản phẩm của Aqua Việt Nam chị nha. Và em cũng hy vọng là trong năm mới 2021 thì chị sẽ có nhiều dự án điện ảnh hơn, diễn xuất hay hơn nữa để em có thể ở nhà và mình vừa vừa mở máy lạnh, vừa sử dụng thức ăn của trong Aqua nè, rồi vừa mình giặt đồ, xong rồi mình có thể là xem phim chị đóng nữa, cực kỳ hay chị nha. Cảm ơn Hà rất nhiều. Và Lan cũng xin được cảm ơn Aqua Việt Nam đã mời Lan tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay để giới thiệu đến cho quý vị khán giả biết về những cái mặt hàng rất là tốt cho sức khỏe của Aqua trong cái thời gian bệnh dịch như thế này mà Aqua lại luôn lắng nghe khách hàng để mà đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Và một lần nữa, nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của Aqua Việt Nam thì Ngọc Lan cũng xin được gửi lời mến chúc sức khỏe, mến chúc thành công đến với Aqua Việt Nam. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã theo dõi buổi livestream này. Và cảm ơn khán giả luôn yêu thương Ngọc Lan và hãy yêu thương Ngọc Lan mãi mãi nhé. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều và cũng xin được mến chúc cho quý vị khán giả sẽ có được một năm mới an khang và sự như ý. Và đừng quên là luôn luôn đồng hành cùng với Aqua Việt Nam, like fanpage của chúng tôi để còn đồng hành cùng với những chương trình khuyến mãi tiếp theo cho năm mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.